ngày mùng 5 tháng 4, thứ ba tuần năm mùa chay. Khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với những người biệt phái rằng: Ta ra đi, các ông sẽ tìm kiếm ta và sẽ chết trong tội của các ông. Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Người Do Thái nói với nhau rằng: Ông ta sắp tự vẫn hay sao mà lại nói: Nơi ta đi, các ông không thể tới được. Chúa Giêsu nói tiếp: Các ông thuộc về hạ giới, còn ta bởi trời cao. Các ông thuộc về thế gian này, còn ta không thuộc về thế gian này. Ta đã nói, các ông sẽ chết trong tội các ông. Vì nếu các ông không tin ta, các ông sẽ chết trong tội của các ông. Vậy họ liền hỏi: Ông là ai? Chúa Giêsu trả lời: Là Nguyên Thủy đang nói với các ông đây. Ta có nhiều điều phải nói và đoán xét về các ông, nhưng đấng sai ta là đấng chân thật, và điều ta nói ra trong thế gian đây chính là điều ta đã nghe biết ở Ngài. Nhưng họ không hiểu là người nói về Chúa Cha. Vì thế Chúa Giêsu nói: Khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Ta không tự mình làm điều gì, điều ta nói chính là điều Chúa Cha đã dạy ta. Đấng đã sai ta đang ở với ta. Ngài không để ta một mình, bởi vì ta luôn luôn làm điều đẹp lòng Ngài. Khi người nói những điều ấy thì có nhiều kẻ tin vào người. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Kiên nhẫn thi hành sứ vụ. Khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Trong tuần này, tin mừng thuật lại việc Chúa Giêsu kiên nhẫn nói với các luật sĩ, biệt phái và người Do Thái về mối tương quan giữa người với Chúa Cha và sứ mệnh của người, không phải vì để họ dừng lại âm mưu sát hại người, nhưng vì để họ tin vào người và được cứu rỗi. Cho dẫu là họ cố tình không muốn hiểu về người và Thiên Chúa Cha, nhưng những ngày này, những phút giờ này đây là thời khắc tin mừng mặc khải trọn vẹn nhất về Thiên Chúa Cha và ý định yêu thương cứu rỗi của người. Người nói: Khi nào các ông đưa con người lên cao, các ông sẽ nhận biết ta là ai. Người cố ý nhắc lại cho họ về kỷ niệm con rắn đồng được Môi-se treo lên trong sa mạc, và ai ngước nhìn lên con rắn đồng thì sẽ không phải chết vì rắn cắn. Rõ là Chúa Giêsu can trường thi hành sứ vụ cứu rỗi loài người theo đúng thánh ý Chúa Cha. Người không nao núng vì thái độ cứng tin và chống đối của người Do Thái. Người không sợ cái chết. Người kiên trì nói cho kẻ độc người, những kẻ hành hình người, về lòng yêu thương của Thiên Chúa Cha. Kẻ cứng tin, người ngoan cố không muốn đón nhận tin mừng, không ở đâu xa, có thể ở ngay trong nhà, trong cộng đoàn chúng ta. Có khi là cha, mẹ, là vợ chồng, là con cái. Có khi là người tự tôn tự phụ về vốn hiểu biết, vốn tài sản, vốn quyền hành của mình. Chúa Giêsu muốn mỗi chúng ta đón nhận người, kết hiệp với người và kiên nhẫn sống công chính theo lời người, để trở nên chứng từ thiết thực nhất, mời gọi người nhà và mọi người nhận ra và đón nhận ơn thứ tha.
ơn cứu chuộc. Lạy Chúa, xin cho các gia đình đón nhận Chúa Giêsu và sống lời người dạy để được thứ tha, được cứu chuộc. Amen. Lạy Chúa, chúng con đang sống trong mùa chay, không chỉ là mùa sám hối những tội lỗi, không chỉ là mùa trở về với lòng tin cậy mến Chúa, mà còn là mùa cùng Chúa Giêsu bước xuống hiệp hành với mọi người trong đau khổ hy sinh vì yêu, để cùng Chúa Giêsu và mọi người bước vào sự sống mới vinh quang của Thiên Chúa. Mùa chay con đường tím nhưng là con đường hy vọng. Xin cho chúng con cùng hát với đấng đáng kính Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận rằng: đường ta đi là con đường đau khổ, đường đau khổ là đường tới vinh quang. Amen. Thank you.